Xin mến chào tất cả cô chú anh chị bà con. Thì trở lại với kênh có đến chỗ của Nhật Bảo Lâm ở thành phố Sa Đéc. Có một số mặt hàng hoa kiển muốn giao lưu tới toàn thể cô chú anh chị bà con gần xa nha. Đặc biệt ở chỗ Bảo Lâm bán quá xá màu luôn rồi, đủ màu hết. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Rồi chào Bảo Lâm Lâm ơi. Trời chào cô chú anh chị nha. Chào kênh Pháp Thái TV. Bữa nay nhà vườn em đến kênh với anh Pháp Thái TV. Một số mặt hàng giao lưu với cô chú anh chị nha. Bỉ cam. Đó, cam Đài Loan, vàng lá chung, đỏ lá chung. Với trang ghép 5 màu với vàng hường. Rồi mong cô chú ủng hộ nha. Rồi đầu tiên đầu lai là cái số 1. Ồ mã số 0. Số 0. Mã số 0 cô chú anh chị ơi. Số 0. À, quay một vòng cô chú anh chị xem cái nha. Tàn rất là đẹp ha. Quá đẹp quá tàn. Quá bông luôn rồi. Có quá lực. Rồi coi số quần cô chú anh chị ơi. Rồi quần áo nó được chín cô chú anh chị ơi. Quần áo chín. Quần áo chín. Đó, như thế. Thóc thân. Thóc thân 13. Đây em xây nhẹ cái đế kìa, đế chạy nó cái đế đều quá đều nha cô chú anh chị. Ờ Mỹ cam. Mỹ cam. Chiều cao. Rồi chiều cao là 70. Bán ngang là 52. Mỹ cam này cái cuốn nó đỏ tươi luôn nha bà con. Dạ. Đây cái búp nó nè, cuốn nó đỏ vậy nè. Đặc biệt hoa rất là đẹp. Rồi báo giá mã số 0 luôn Lâm ơi. Mã số 0 con giao lưu với giá là 1 triệu bao ship nha cô chú anh chị. 1 triệu bao ship. Rồi dạ, xuống cây. Rồi tiếp theo mã rồi, số 1 số 2 là cây số 1 nha cô chú anh chị. Số 1. Rồi quay một vòng nha. Rồi cho chiều cao trước đi em ơi. Cây tàn này về chiều cao dây là 70 cô chú anh chị ơi. Vô dây là chuẩn luôn. Tán ngang là 80. Rồi xây nhẹ vòng cái anh vô cây à. Hoa nè bà con. Chân mi cam hoa đỏ. Dạ. Rồi. Rồi con đo vòng eo nha. Rồi vòng eo là 7. Quần eo 7. Đó cũ nè. Cái này có cũ cô chú anh chị. Cũ nó là 13. 13 quanh. Đó, này như thế này nè. 14 tính 13 thôi. Cho dư luôn ha. Dạ, cái cũ quá trời chảy nè cô chú anh chị. Dòng nó như thế này nè. Đó, rồi cái thất thân này tầm 1 tấc ha. Dạ, túa cái tàn ra đều chi luôn. Thất thân đúng 1 tấc luôn, thất móc tính 1 tấc. Chi cành nó rất là đẹp. Dạ. Rồi bỏ giá mã số 1 luôn. Mã số 1 này con giao luôn 1 triệu bao ship nè cô chú anh chị. 1 triệu luôn. Rồi xuống cây. Okay. Rồi cái mã số 2. Ờ, cái cây số 2 này cái bông nó quá xá đỏ mà bán giá mỹ cam hay sao? Dạ bán giá mỹ cam cô chú anh chị ơi. Ờ, à, rồi. Cho chiều cao trước đi Lâm ơi. Đo chiều cao trước hay đo cái góc anh vô. Rồi, chiều cao nó 70 cô chú anh chị. Tán ngang nó là 75, ủa 57. 57 tán ngang. Rồi dạ. xây vòng đi hả đo anh vô hả đo. Đó, như thế đó đó. Tàn quá đẹp luôn. Này, cái hoa nó đặc biệt nó đỏ tươi nha bà con. Mỹ cam được. Cái này là cuốn đỏ mà cuốn đỏ. Cái hoa nó muốn qua màu đỏ luôn. Dạ. Cái này bán giá mỹ cam giá nha. Giá mỹ cam cô chú anh chị ơi. À, cái cọng nè. Cọng nó đỏ tươi luôn. Dạ. Rồi đâu hoành cô chú anh chị ơi. Rồi hoành 7. Hoành 7. Dạ. Thoát thân được 14. Chiều cao thoát thân 14. Dạ. Đó, xây dòng cái đế kìa. Cái đế nôm như thế này nè. Cái này về vô chậu đạp dây ra là ok luôn. Rồi báo giá dạ, luôn Lâm ơi. Cây này con giao lưu giá 800 ngàn cô chú anh chị. 800 ngàn. Mã số 2. Rồi xuống cây. Số 3. Giờ là một cây mỹ cam, một cốt. Dạ. Rồi, tổng chiều cao nó 55. 55 chiều cao. Tán ngang là 58. Rồi, xây nhẹ vòng đây. Đó. Quá tươi cái bông. Đây cái hoa nó nè, dừng. Hoa quá đẹp luôn. Đó, cái màu vậy đó. Đặc biệt một cốt nó có cái nhánh phụ ở dưới thì về bà con này có thể bầu ra có chỗ này cũng được nữa để thoát thân cao. Rồi cho cái hoành luôn em ơi. Rồi hoành là hoành chính cô chú anh chị ơi. Hoành chính. Hoành chính. Cái này còn khai thác xuống được ha. Dạ còn khai thác còn được. Sâu xuống dạ. Được nữa. Rồi cái thoát thân trên đi. Thoát thân bỏ trên cái nhánh nó đi. Thoát thân trên là 21. 21. Rồi dạ. Xây dòng báo giá luôn em ơi. Rồi cây số 3 này con giao lưu là 800k cô chú anh chị ơi. 800 ngàn. Mã số 3 mỹ cam. Rồi rồi, okay. Rồi lên mã số 4 cô chú anh chị. Thoát thân là 73. Tán ngang là 66. Rồi xây xương nhẹ dòng Lâm ơi. Lô này quá đẹp luôn rồi chị. Lô này bữa nay làm bung ra là ok luôn á. Dạ. Búp bông rất là nhiều. Đặc biệt mỹ cam rất đẹp nè. Xung chòi như thế này nè. Dạ, bộ đế quá trời chuẩn luôn nè cô chú anh chị ơi. À, để nó như thế đó đó. Rồi cho đấy. Cái hoành luôn đi. Rồi nó dướng cái cục này đo hào hào dưới đây đi. Rồi đo hào hào trên đây là hoành 7 cô chú anh chị ơi. 7 yếu xíu. 7 yếu. Rồi đo cái cũ cái.
cái củ được 13 cô chú anh chị ơi. 13. Cái này mấy cái tược tơ này về bà con cắt kim ra ha. Chừa này là túa cái tàn ra rất là đẹp. Bộ đế rất là đẹp nha. Rồi, báo giá mã số 4 luôn Lâm ơi. Cái này mã số 4 này giao luôn là 1 triệu cô chú anh chị ơi. 1 triệu bao ship luôn. Rồi, dạ, xuống luôn. Cây. Rồi, mã số 5 cô chú anh chị nha. Chiều cao là 71. Tán ngang là 64. Rồi, xây xương dòng ơi, cái này vô dây là thôi có ông thợ đây luôn. Đó. Ông thợ này vô dây. Đây cái chân nó đỏ nha bà con. Đặc biệt là búp coi nè. Trời nào cũng búp hết trơn. Đó. Cái thân đế là cục cục luôn. Rồi, cho cái hoành thân ơi. Thân chính của chúng chị ơi. Hoành thân chính. Này, cái đế nó như thế này nó ngã ra nè. Rồi nó thân tắt ha. Có thân tắt gửi. Tắt gửi. Dạ. Đây nó túa cái tàn ở trên vậy nè. Bơm quá đẹp. Báo giá mã số 5 này con Zalo 800 ngàn cô chú anh chị. 800 ngàn mã số 5. Rồi, báo ship luôn cô chú anh chị. Đặc biệt cây tới nhà cho bà con, chỉ cần ở nhà thôi nha. Rồi có cây tới nhà chơi luôn. Rồi, tiếp theo, mã số 6. Mã số 6 cô chú anh chị ơi. Cây Mỹ Cam, cuống đỏ, chân dài. Dài tới nách luôn. Rồi, tổng chiều cao nó là 85 cô chú anh chị ơi. 85 chiều cao. Tán ngang nó được 62. Cây này về vô dây đẹp lắm nha bà con. Đó, cái tàn nó đều ở trên nè. Hoa nó. Hoa này nó đỏ nha bà con, mi cam cũng đỏ, bông đỏ, hơi đỏ luôn. Dạ. Đó, cái thân nó như thế đó. Một cốt. Này dưới cũng có cũ luôn ha. Có cũ mà chưa có đáp tới nữa. Rồi, đo cái quần eo em. Quần eo 7 của chú anh chị ơi. Quần eo 7. Rồi, thoát thân luôn. Rồi, thoát thân là 45. Rồi xây dòng báo giá luôn em ơi. Rồi cây số 6 con giao lưu là 850 ngàn nha cô chú. 850 ngàn bao ship tới nhà luôn. Rồi à. Xuống cây. Wow, tới cái cây số 7 này đẹp ạ. À. Rồi bông cây số 7. Rồi cho chiều cao luôn em ơi. Cây chiều nhỏ. Cao nó 50 cô chú anh chị ơi. Nhỏ hơn mấy cây kia mà nó có vỏ. Tới ngang nó 43. Đây cái hoa đó. Hoa nở to. Rất là đẹp nha bà con. Dạ. Búp nữa nè. Đặc biệt cây này rất là sung. Đế này chưa khai thác ha. Chưa chưa. Rồi rồi đo quần eo đi. Quần eo 7 của chú chị ơi. Quần eo 7. Rồi. Rồi thoát thân nó được 7 đi. 7. Rồi. Dạ cây số 7 này con giao lưu là 550 của chú chị ơi. 550 ngàn. Dạ, tới nhà luôn. 50 ngàn tới nhà. Rồi xuống cây. Số 8. Mã số 8. Rồi tổng chiều cao nó 63 cô chú anh chị ơi. Tán ngang nó 50. Đó, cái hoa nó nè, búp nè. Đặc biệt cái lô này toàn là cuống đỏ mà cọng nó cũng đỏ luôn. Cọng dạ. Bông nở nè. Đó, eo o rồi ha, một cốt. Rồi cho cái hoành luôn. Rồi 7 luôn. Hoành 7, cái này cũng còn chưa có khai thác. Chưa khai thác. Rồi thoát thân 5 đi. Rồi xây cái đế một vòng em. Dạ, chưa khai thác hết cô chú anh chị ơi. Rồi báo giá mã số 8 này luôn. Rồi bãi số 8 này là 550k. 550 ngàn bao ship tới dạ. Nhà. Rồi xuống cây. Bãi số 9 nha cô chú anh chị. Một cái dáng thẳng nha. Dạ. Thẳng. Chiều cao. Dạ, chiều cao là 87. Tán ngang là 52. Cái tàn vậy nha bà con. Đây, hoa nè. Hoa như thế này nè, hoa rất là tươi. Dạ. Một cốt. Rồi, cũng nở nha cô chú anh chị. Một cốt là 8 hoành. Hoành 8. À, ở dưới này còn to dạ, nữa. Còn to nữa. Thoát thân. Đồ cước là sung. Thoát thân 16. Rồi báo giá luôn Lâm ơi. Cây số 9 này con Zalo 800k cô chú anh chị. 800 ngàn bao ship. Rồi xuống cây luôn. Xuống rồi đúng rồi. Rồi tiếp theo là cây số 10. Cây cam Đài Loan cô chú anh chị. Cây cam Đài Loan. Dạ. Chiều cao. Chiều cao là 99. Cái nhân mét đi, còn mét không phân nữa à. Rồi tán ngang là 50. Đây. Hoa đó nè. Hoa cam Đài Loan nó to, dạ, nó dày. Chà bá luôn. Đẹp. Lên búp hết trơn luôn rồi. Dạ. Búp nhiều lắm cô chú anh chị. Đây, cái thân hình hài của nó là như thế này. Rồi cho hoành luôn em ơi. Cây là thần chậu nha bà con. Dạ cây thần. Rồi hoành 5. Hoành 5. Cụ dưới nở. Dạ. Cái thoát thân lên em. Thoát thân đo tới đây đi. Thoát thân là 46. Rồi báo giá mã số 10 cái luôn. Cái này con giao lưu là 750 ngàn. Con bao ship 750 ngàn. Bao ship tới nhà luôn. Cái số 11 của chú anh chị ơi.
tổng chiều cao là 99-100 luôn. 100 đó. Tán ngang là 49. Rồi, xoay vòng em ơi, anh vô luôn. Đó, như vậy đó, đây cái hoa nè. Đặc biệt cam này lon cái hoa nhìn rất là mê. Dạ. Đó. Rồi, hoàn thân luôn em ơi. Hoành thân là được 5 đấy cô chú anh chị ơi. 5 rưỡi tính 5 ha. Dạ tính 5 thôi. Thân tới đây đi là 42. 42. Rồi dạ. Báo giá mã số luôn em ơi. Rồi cái này là vẫn một giá 750.000. 750.000. Dạ, rồi tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Mã số 12. Chắc là cây cam này lâu. 100 luôn. Chiều cao 100. 100. Lô này cũng tương xứng nhau trọng lực á. Đều đều cây cô chú anh chị ơi. Tán ngang 42 cô chú anh chị ơi. Rồi, xây ra mặt cái mặt hoa cho anh xem cái. Dạ, quá trời hoa nó đẹp cô chú anh chị. Đây, cái hoa nó to nè, bằng bàn tay mình chụp vô mà dạ. Hết luôn. Rồi, quanh. Rồi quanh năm luôn cô chú anh chị. Quanh năm luôn. Quanh năm. Rồi, thoát thân luôn. Thoát thân lô này cũng là ná nhau vậy. Dạ. Một cỡ một cô chú anh chị. Rồi thoát thân 47. 47. Rồi, báo giá mã số luôn em ơi. Dạ, rồi cây này là 12 con giao lưu là 750.000. 750.000. Rồi, xuống tiếp. Cây. Bên mã số 13. Chiều cao 100 cô chú anh chị ơi. Vẫn là 1 mét như nãy. Tán ngang cây này là 38. Hoa rất là nhiều nha con. Dạ. Đây lên hoa rất là tươi luôn. Nha. Đó, cánh nó to dày như thế này nè. Rồi cho cái thân luôn. Đặc biệt cái lô này là thần chậu về bà con chị. Dạ thần chậu. Hai chậu rồi về chăm lại thôi là cái lô. Hoành năm luôn cô chú anh chị ơi. Hoành năm. Rồi. Thất thân. Thất thân nó 42. Rồi sang vòng báo giá luôn em ơi. Dạ. Cái mã số 13 này con giao lưu là 750k nha cô chú anh chị. 750.000 luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Mã số 14 cô chú anh chị ơi. Chiều cao 100. Tán ngang nó 48. Hoa lên nè. Xây xây cái hoa qua các em. Có cái hoa này nở cái to. Quá trời đẹp cái hoa. Cực kỳ. Dạ. Rồi cái này hoành thân 4 cô chú chị ơi. Hoành thân 4. Dạ. Rồi, cái này thoát thân cao ạ. À. Thoát thân cao. Cái này thoát thân là 64 cô chú anh chị. 64. Rồi dạ. Báo giá mã số luôn em ơi. Rồi cái mã số 14 con giao lưu là 750.000. Bao ship cô chú. 750.000, bao ship luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Mã số 15, cái này là vàng hường đậm nha cô chú anh chị. Vàng hường đọt xanh bông đậm. Dạ vàng hường đọt xanh bông đậm. Rồi cho chiều cao luôn. Chiều cao nó là 99. Chân dài nha bà con. Dạ, cái ngang 30. Đây đây, cái vàng hường đọt xanh này. Bông nó như thế này nè. Dạ. Bao là đọt xanh bông đậm nha cô chú anh chị. Thân nó nè bà con. Mình quay cái thân vô con xem nha. Rồi, cho cái hoành luôn em ơi. Đo ngay vị trí đó đi. Rồi hoành thân là 9 là tính 8 rồi cô chú anh chị ơi. 8. Dạ. Thóc thân lên. Thóc thân được 58. Rồi báo giá mã số luôn em ơi. Cái mã số 15 này con giao lưu là 650.000 nha cô chú anh chị. 650 bao ship. À, bao rồi, ship. Xuống cây. Tiếp theo. Tiếp theo là một cây vàng hường hộp gà nha cô chú anh chị. Vàng hường hộp gà. Mã số 16. Đó. Rồi cho chiều cao luôn em ơi. Cây này về vô dây cũng là cái tàn cũng đẹp nữa. Chiều cao nó 90 cô chú anh chị ơi. Tán ngang nó 68. Cây rất là sung, hột dạ. Gà nó mới nở ra là nó màu vậy luôn nha bà con, chứ nó không phải như vàng hường kia. Vàng hường này cái màu nó ngọt, đẹp. Dạ. Cây rất là sung rồi. Rất là sung. Rồi. Đo số hoành trên đây luôn đi. Đo eo trên đi. Hoành 8 của chú anh chị ạ. 8. Đó, thân nó như thế này nè, thoát thân lên luôn. Thoát thân được 20. Này về giờ đà vô dây bung cái tàn ra dạ. Là đẹp lắm á. Rồi, báo giá số 16 luôn. Này con giao lưu là 700.000 con bao ship. 700.000. Rồi, dạ. Xuống cây. Rồi có thể lên cây mã số 17 của chú anh chị ơi. Một em chân dài, chân vàng. Dài, vàng lá chung của chú anh chị. Quả sa bông luôn rồi. Rồi quả cho chiều dạ. Cao luôn Lâm ơi. Cây tán quá đẹp. Rồi chiều cao nó là 70 của chú anh chị ơi. Rồi tán ngang luôn em ơi. Đang rực hoa hết trơn. Tán ngang là 70 luôn. Rồi. Quá trời cây đẹp. Rồi em xây cái mặt bông qua bên đây. Rồi đỏ đây nè. Hoa nó như thế này nha bà con. Vàng rất là tươi. Dạ. Một cốt. Một cốt nguyên cái cũ nha cô chú anh chị. Con khai thác đá lú cái cũ thôi nha. Đó rồi, mạnh cây. Ra tới đây luôn ha. Dạ cái cũ ra tới đây luôn nè. Rồi em đo cái hoành thân. Rồi hoành thân là 12 cô chú anh chị ơi. 12. Tính 11 thôi. Rồi tính 11.
11 rồi. Cái này giờ giót đọt luôn ha. Dạ giót đọt một cốt đọt luôn. Mình đo thoát thân tới đây thôi. Tới chảng này thôi là 32. 32 là tới cái nạn. Dạ tới nạn này thôi. Rồi. Bao giá mã số luôn em ơi. Số 17 con giao luôn 700 ngàn con chú anh chị ơi. 700 ngàn. Bao ship. Rồi dạ. Xuống cây. Cây vàng quá đẹp. Tiếp theo mã số 18 cũng là vàng lá chung như cô chú anh chị. Đó, thân quá trời lát luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cho chiều cao luôn em ơi. Chiều cao được 90 cô chú anh chị ơi. Tán ngang được 60. Rồi xây luôn em ơi. Ồ, quá trời đẹp cái bông. Đây bông nó nè. Rất là tươi, rất là đẹp. Cây này một cốt. Đó, một cái củ nó ra tới đây nha cô chú anh chị. Nó còn hai thác tới đây thôi, củ ra tới đây lần nha. Nở ha. Rồi, dạ cũng nở. Em luôn. Rồi quần này 7 cô chú anh chị ơi, 8 tính 7 thôi. Trừ hao luôn. Dạ, trừ hao luôn. Cho cái thoát thân luôn em ơi. Rồi thoát thân tới đây là 32. Rộng lắc luôn. Dạ, rộng lắc. Bao giá số 18 này con giao luôn là 700 ngàn, bao ship cô chú anh chị ơi. 700 ngàn, tới nhà luôn. Rồi dạ, xuống cây. Luôn. Cây nào là cây nấy cũ quá đẹp. Đó, cây này con chim lên. Để cô chú đặt cho nó trọng tàn nha. Cái mã số 19 cô chú anh chị. Giờ mình vô chậu chỉnh sửa lại vậy đó. Tàn quá trời tròn. À, rồi cho chiều cao luôn em ơi. Chiều cao là được 52. Tán ngang 50. Đây cái hoa nè. Cái này lùng lực của chú anh chị ơi. Cây rất là sung. Dạ. Cũ luôn nha. Rồi, cho cái hoành luôn em ơi. Cái lô này là nói chung là ở dưới là nguyên một cái dạ, cũ dưới. Rồi. Rồi, hoành là 13, chuẩn. 13 hoành. Đó, dạ. Cái cũ nó chảy ra tới mấy cái này nè. Thoát thân. Thoát thân 14. Rồi xây dòng báo giá luôn em ơi. Dạ cây số 19 này con giao luôn là 700 ngàn con bao ship nha cô chú. 700 ngàn bao ship luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Okay. Tiếp theo mã số 20. Mã số 20 cô chú anh chị. Đó, một cây đỏ lá chung. Đỏ lá chung. Dòng đỏ xương này đỏ luôn. Yên bái nha cô chú anh chị. Đỏ yên bái nha. Một cốt luôn. Một cốt chân dài tới nách. Xòe luôn. Rồi cho chiều cao luôn em ơi. Chiều cao 100. Tán ngang 75. Quá đẹp cái cây. Đây hoa nó bà con. Rực rỡ hết trơn luôn. Đó. Tổng thể cái hoa nè. Nè. Quá xá đẹp cái hoa luôn rồi. Dạ. Một cốt kiếm mấy cây này thì nó dài nha bà con. Dạ một củ nó ra tới đây luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho hoành em luôn em ơi. Đấy quá đẹp. Nở. Hoành chín. Hoành chín. Rồi. Cái thất thân. Thất thân 51. Rồi lắc dầm cái báo giá luôn em ơi. Dạ cái mã số này 20 này con giao luôn là 700 ngàn con bao ship nha cô chú anh chị. 700 ngàn bao ship. Rồi dạ. Xuống cây luôn. Đến cây mã số 21 cô chú anh chị ơi. Vẫn là vàng lá chung. Vàng lá chung bông đậm. Rồi cho chiều cao em ơi. Chiều cao 70. Tán ngang là 70. Quá đồng luôn ha. Tương dạ. Xứng. Đây. Tán rất là tròn. Nè thân nó dài. Dạ. Rồi con đó hoành neo cô chú anh chị ơi. Hoành neo 14. 14 hoành. Dạ. Ở dưới cũng nở luôn. Rồi, nở cũ nha. Thoát thân luôn em ơi. Thoát thân được 23. Rồi, báo giá luôn. Cái này con giao lưu là giá 700k, 700.000. Mã số 21 700.000. Rồi, xuống cây. Mã số 22 luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 22 vẫn là vàng lá chung, rực rỡ bông hết trơn. Rực rỡ mùa xuân luôn. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 82. Tán ngang 60. Đây đây hoa nè. Rồi em xây xây xây. Đó xây làm ơi. Cho bà dạ. Con xem hoa cho đầy cái coi. Đó. Quá trời ơi. Rồi cho hoành gốc luôn. Trời ơi nguyên cũ. Nguyên cũ luôn cô chú anh chị ơi. Hoành neo là 7. 7. Chảy ra tới đây nè. Dạ chảy cái cũ ra tới đây nha. Rồi thoát thân tới đây đi. Thoát thân tới đây 13 đi. 13. Rồi dạ. Xây vào báo giá luôn. Cái mã số 22 này con giao lưu là 700 ngàn con bao ship của chú anh chị ơi. 700 ngàn bao ship. Rồi xuống cây. Dạ. Đó cái cây quá trời đẹp của chú anh chị ơi. Mã số 23 của chú anh chị. Chiều cao luôn em ơi. Chiều đây. Cao là 85. Dán nghiêng. Dán nghiêng. Đó tán ngang dưới đây đi. 60. Đó xây lắc nhẹ vòng cái cho hết cái mặt hoa nè. Hoa quá xá hoa. Hoa từ trên xuống dưới luôn. Từ trên xuống tới ngọn, tới ngọn xuống dưới gốc luôn. Dạ. Đây, rồi, cái hoành thân luôn. Tới dưới gốc mà cũng ra bông luôn. Hoành thân là 9 con chú anh chị ơi. 10 con tính 9 thôi. 9.
Trời ơi, cái ngoài này còn dạ, nguyên cũ ngoài này luôn nha. Nè, thân này. Dạ. Rồi, báo giá mã số luôn em ơi. Dạ rồi, cây này là mã số 23 con cho lưu 700.000 cô chú anh chị. 700.000. Rồi, xuống cây. Xuống cây. Tiếp theo một em chân dài nữa, vàng lá trung. Luôn. Tiếp theo mã số 24 cô chú anh chị. Dáng rộng lắc lượng ha. Dạ. Chiều cao là 92. Tán ngang là 68. Rồi, để anh lại xem cái hoa coi. Quá trời, cái giọng đẹp. Đây nè, cái hoa nó lên được một cái màu vàng rất là tươi luôn. Dạ. Cây hiện tại rất là sung. Rồi, cho cái hoành luôn. Cái này cũ rất là đẹp. Rồi, hoành eo là 11. Cái lô vàng lá chung này toàn là nở cũ, nở đế. Dạ, hoành eo 11. Để gà tới cái cũ này cũng đo được nè, tại cũ làm lên nè. Đo cũ cô chú chị hào hảo nha. Nói cũ nhỏ thế này nào mà 19 hoành này nè cô chú chị. Rồi, cái thoát còn nữa nha. Cái thoát thân luôn, rộng hơi lắc lượng, bay rất là đẹp. Thoát thân nó là 48. Rồi, báo giá luôn em ơi. Rồi, cây này con giao lưu là mã số 24 là 700.000 cô chú anh chị ơi. 700.000. Rồi, xuống cây. Tiếp theo là cây mã số 25. Mã số 25. Quá trời bông rực rỡ rồi. Một cốt. Dán này là cặp là dán trực. Cao là 92 cô chú anh chị ơi. Tán ngang là 58. Rồi, cái tàn em xây cho xem cái hoa nè. Đó, hoa vậy đó, đây đây, nguyên một chùm hoa nở dạ. Bộ thân nè, một cốt sạch. Rồi, cho cái hoành luôn em ơi. Đó, hoành mút trên đây đi. Hoành trên đây là 14 cô chú anh chị ơi. 14. Dạ, một cũ luôn nha. Thoát thân là 60. Thoát thân 60. Dạ. Rồi, báo giá mã số luôn em ơi. Thì mã số 25 này con giao lưu là có giá là 700.000 cô chú anh chị ơi. 700.000, bao ship tới nhà luôn. Rồi, dạ, xuống dạ. Cây. Rồi, tiếp theo là cây mã số 26 của chú anh chị. Mã số 26 vẫn dạ. Là vàng lá trung gực vẫn bông. Là vàng lá trung. Rồi, chiều cao là 87. Tán ngang là 70. Rồi, xoay vòng cái hoa các em. Đó, hoa nó như thế này nha bà con. Dạ. Quá xa đẹp. Rồi, để quá đẹp. Cho cái bộ cây hoành eo luôn. Hoành eo dưới đây đi thì nó trên bự lắm. Trên nó bị. Rồi, hoành 10 của chú anh chị ơi. Hoành 10. Eo bình mười cái cũ này nó nở ra tới cũ này nở nha, chỗ cái eo này nó phì ra. Thoát thân là 43. Rồi, báo giá mã số luôn em ơi. Mã số 26 này con cho luôn là 700.000. 700.000 bao ship luôn. Đó, mã số 27 nha cô chú anh chị, được gỡ mùa xuân luôn, vàng khè. Chiều cao là 87. Tán ngang là 62. À, hoa nó dáng này nó hơi nghiêng rất là đẹp. Dạ. Đó. Hoa xinh quá xinh. Rồi, một cốt cái... thì cũ tới đây luôn nha cô chú anh chị. Quá xa rồi. Còn đôi mình quần eo trên đây đi. Quần 7 của chú anh chị ơi. Quần 7. Dạ. Cái gà nhảy ra cái cọng rễ ra tới đây là con biết rồi. Dạ. Đó, thoát thân tới đây thôi. Thoát thân là 19. 19 và dạ. Cái lô này là nói chung là dốc đọt đều dốc dạ. Lên trên giữ đọt. Rồi, báo giá luôn em ơi. Mã số 27 con giao lưu 700.000 cô chú anh chị ơi. 700.000 bao ship dạ. Tới nhà. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo là con lên một cặp là mã số 28. Cặp trang lá nhỏ, trang thái ghép 5 màu cô chú anh chị ơi. Ghép 5 màu luôn. Dạ, quá. Một cặp. Này VIP quá luôn rồi. Này một cặp. Đó, đó này một cốt ha. Dạ, một cốt. Rồi, cho chiều cao luôn em ơi. Rồi, chiều cao là 50. Này là cũng đồng nhau mà con. Cái năm nay bên đây là 61. Tán ngang là 28. Trên đây tán ngang là 32. Rồi, cái này mình kể xương xương 5 màu là rồi. À, đây là có là tím sen nè cô chú anh chị. Tím sen. Rồi quay sát cảnh tím sen nè cô chú anh chị. Đó. Nói cúc nè. Cúc. Cúc nó bông có dạ. Cúc như thế này nè. Dạ. Vàng nè. Vàng. Đó. Rồi cái cam. Vàng đây nè. Dạ vàng đây nè, rồi cam của chú anh chị. Cam nè. Đó, rồi gọi trời cái. Hồng nữa nha cô chú anh chị. Hồng nữa, đây, đây. Dạ. Chung có một số đọt nó chưa có lên. Chưa có lên bông là về tới nhà là nở ra đó. Dạ, đúng rồi, cây thần cô chú anh chị ơi. Rồi, báo giá mã số 28 này, cặp mã số 28 con giao lưu là 800.000 con bao ship cho chú anh chị. 800.000 gồm 2 cây. Dạ, một cặp. Một cặp. Dạ. Rồi, đúng rất này. Là nhiều màu nha con. Rồi, tiếp theo vẫn là một cặp nữa một ha. Một cặp mã số 29 cũng trang ghép 5 màu cô chú anh chị ơi, ngũ sắc. Cái này mua về vô cái chậu để trước cửa dạ. Nhà. Chiều cao bên đây là 75. Trong đây là cũng 75 luôn. Để trước cửa nhà là có nhiều dạ. Màu luôn. Tán ngang 27. Bên đây cũng 27 luôn cô chú anh chị ơi. Đó, đây.
cái đây là trang thường người ta kêu trang sen nhỏ, dạ. Cũng kêu trang cúc này, vàng nè, vàng này vàng nghệ mà nó có sọc luôn, dạ. Đó, ở dưới này bên đây thì này cũng đỏ đỏ, đó, đây là tím cam, tím này là tím, dạ. Này nè tím nè, dạ. Vàng nè, đó, dạ. Nó vậy đó bà con, nhiều màu rồi, dạ, báo giá cặp này luôn. Dạ, cặp này là mã số 29, con Zalo là 800.000 con chú anh chị ơi. 800.000 rồi xuống, dạ. Cây tiếp, rồi, tiếp theo là mã số cuối cùng nha cô chú anh chị, cặp mã số 30. Đây cũng là trang 5 màu của chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao bên đây là 69. Chiều cao bên đây là 60. Đó, tán ngang là 44. Cây này một cốt. À, tán ngang bên đây là 22, một cốt của chú anh chị. Này, màu vàng nè. Dạ. Màu tím sen nè. Dạ. Màu đỏ cam nè. Màu vàng nè. Dạ. Rồi còn hồng phấn nữa, nhưng mà dạ, trong này nó chưa có nở. Dạ. Thì đây cái cặp này thì đây nó nhảy thân ra như vậy, còn bên đây là một cốt. Dạ. Rất là đẹp nha bà con. Rồi báo giá mã số luôn em ơi. Rồi mã số cuối cùng, mã số 30. Con Zalo giá là 800.000 con bao ship nha cô chú anh chị. 800.000 bao ship tới nhà luôn. Rồi dạ, cuối clip luôn hả Lâm? Dạ cuối clip. Rồi con chúc cô chú anh chị là mạnh khỏe nha cô chú anh chị. Rồi ủng hộ kênh Pháp Thái TV. Rồi mạnh mẽ mạnh hơn. Cảm ơn dạ, nhiều nha. Chào cô chú anh chị. Nãy giờ một số mặt hàng hoa kiển này mà bà con thấy hoa rực rỡ ở chỗ Bảo Lâm nha. Thì bà con thích cái loại nào thì cứ alo Bảo Lâm gửi tới nhà, bao ship cho bà con luôn. Có cây để chơi rất là đẹp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con nha.